Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông cáo báo chí về phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Tọa đàm về phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới lạ, tà đạo, đạo lạ. Nhà đầu tư Nhật Bản, những người tiên phong đem phong cách Nhật Bản đến Hưng Yên. Tai nạn giao thông tại huyện Khoái Châu khiến hai người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh vừa tổ chức tọa đàm về phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ, hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh dự và chủ trì buổi tọa đàm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên hiện có 3 tôn giáo sinh hoạt hợp pháp gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Nhìn chung, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mới, tà đạo, đạo lạ, hoạt động trái phép. Việc để xuất hiện các hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện xử lý của cấp ủy chính quyền cơ sở chưa tốt. Thời gian tới, các địa phương đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác tín ngưỡng tôn giáo và có cảnh báo về những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái phép. Chú trọng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào có đạo, chủ động đổi mới nội dung, phương thức, phương tiện tuyên truyền, đấu tranh chống lại những hoạt động tà đạo đi ngược với thuần phong mỹ tục. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2023, ngày 29 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội thi cán bộ kiểm tra giỏi tỉnh Hưng Yên năm 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội thi là gì? Để phát hiện biểu dương các cán bộ làm công tác kiểm tra xuất sắc, đồng thời tạo cơ hội cho các cán bộ làm công tác kiểm tra học hỏi cho đủ kinh nghiệm kiến thức về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng cũng cần không ngừng nâng cao năng lực trình độ phẩm chất đạo đức, xác định được nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm trong từng thời kỳ, triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ của người cán bộ kiểm tra Đảng theo phương châm công minh, chính xác, kịp thời. Hội thi năm nay có 13 thí sinh đại diện cho các cán bộ làm công tác kiểm tra của 13 huyện, thị xã, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Đây là các thí sinh đã xuất sắc vượt qua 2 vòng hội thi cấp xã và huyện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Trần Thị Huyền Thương, đơn vị Đảng bộ thành phố Hưng Yên. Sau đây là thông cáo báo chí phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên. Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động quý 3 và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023, đồng thời cho ý kiến lãnh đạo chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo. Ban chỉ đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo đôn đốc các cơ quan tố tụng của tỉnh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, giám định tư pháp, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm một vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp công dân tiếp nhận giải quyết đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định, đặc biệt là thành lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng. Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, nhất là về công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không là người địa phương, kê khai xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, rà soát khắc phục bất cập, sơ hở và sửa đổi, hoàn thiện các quy chế,
quy định, cơ chế chính sách. Ban chỉ đạo tỉnh đã hoàn thành cuộc kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với 11 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tham nhũng, vi phạm pháp luật. Trọng tâm là kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến các dự án có thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và các đơn vị liên quan thực hiện. Nhờ đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của nhân dân, tình hình tham nhũng tiêu cực tiếp tục có chiều hướng chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục góp phần quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch vững mạnh, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Hưng Yên. Trong những tháng cuối năm 2023, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chủ động dự báo, nắm bắt tình hình phòng chống tham nhũng tiêu cực và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị địa phương. Tích cực thực hiện và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kết hợp đồng bộ giữa phòng và chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo phối hợp đồng bộ các cơ quan tư pháp, các cấp ủy đảng, tổ chức, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội trong các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo, kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính, kỷ luật của toàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng tiêu cực. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hưng Yên trân trọng thông báo. Thưa quý vị và các bạn, các doanh nghiệp Nhật Bản nổi tiếng với tính kỷ luật, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật của nước sở tại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đến từ xứ sở mặt trời mọc còn rất quan tâm, chăm lo đến người lao động, nhất là việc đảm bảo an toàn lao động cũng như sức khỏe cho công nhân. Phản ánh nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Một doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Tất cả mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp theo các vạch kẻ sơn trên nền nhà xưởng. Hàng năm, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2 đều tổ chức tập huấn, diễn tập an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ứng phó với sự cố hóa chất cho công nhân. Công ty chúng tôi có rất nhiều những cái ưu tiên, nhưng mà những cái ưu tiên mà trên cả lợi nhuận, trên cả những cái kết quả kinh doanh của công ty của chúng tôi, đó chính là an toàn. Tôi rất là coi trọng cái công tác an toàn đối với cán bộ công nhân viên. Nếu mà không có đủ an toàn thì chúng tôi sẽ không sản xuất. Đối với những cán bộ công nhân viên mà mới được tuyển dụng vào ấy thì là chúng tôi cũng tổ chức đào tạo, đầu tư trang thiết bị hiện đại có cảm biến an toàn. Trước đây thì em làm ở mấy công ty kiểu môi trường thì nó không được đồ bảo hộ ấy thì nó không được như ở bên Nhật. Ngay cả những cái kiểu tai nạn lao động nhỏ nhặt ấy thì nó vẫn hay xảy ra ấy, vì kiểu không có quy trình để đảm bảo cho người lao động ấy, thì hay bị tai nạn nhỏ. Giả sử như là bọn em cảm thấy nguy hiểm thì bọn em báo cáo cấp trên ấy, thì sẽ có người đến họ sửa cho. Ấy. Chăm lo đến từng bữa ăn cho công nhân, doanh nghiệp này hợp đồng với một doanh nghiệp Nhật Bản khác cung cấp suất ăn hàng ngày theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Doanh nghiệp cũng thành lập đội tuần tra 26 người, hàng ngày luân phiên đi kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm, chứ không giao khoán hoàn toàn cho đơn vị cung cấp. Chúng tôi có nhân sự kiểm tra định kỳ các cơ sở cung cấp thực phẩm đầu vào, qua đó chỉ sử dụng thực phẩm có hồ sơ xuất xứ rõ ràng. Chúng tôi cũng thực hiện lấy mẫu và lưu mẫu từng ca đúng quy định và chụp ảnh, chia sẻ lên nhóm Zalo để bộ phận quản lý có thể kiểm tra từ xa. Để tránh những cái trường hợp mà phát sinh ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng đã lập ra những cái kịch bản ứng phó ngộ độc thực phẩm và cũng đã cho diễn tập định kỳ một năm một lần. Suất ăn ở công ty thì rất là đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất ạ. Trong đợt cao điểm dịch COVID-19 vừa qua, doanh nghiệp này thuê hơn 50 container hoán đổi thành phòng ở có lắp điều hòa, giúp công nhân ăn nghỉ ngay tại công ty. Mỗi người ở lại còn được tăng lương 200%, hỗ trợ tiền ăn 4 bữa. Khu nội trú của công ty có đầy đủ máy giặt, wifi miễn phí, máy bán hàng tự động, thậm chí còn bố trí cả phòng vắt sữa cho nữ công nhân đang cho con bú. Điều kiện công ty tạo cho thì thực sự là bọn em cảm thấy rất là thoải mái và rất là yên tâm. Nên là thực sự là bọn em sẽ là gắn bó rất là lâu dài với công ty. Chúng tôi luôn đảm bảo các điều kiện đầy đủ cho công nhân.
Mục đích của chúng tôi là duy trì sản xuất và tốc độ tăng trưởng cũng như đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Chúng tôi mong muốn đem đến Hưng Yên những kỹ thuật công nghệ tiên tiến, đồng thời đem đến những nét đẹp văn hóa, phong cách làm việc chuyên nghiệp của Nhật Bản, góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Hưng Yên với gần 180 dự án, cùng với số vốn đăng ký trên 4 tỷ đô la Mỹ, hầu hết đầu tư tại khu công nghiệp Thăng Long 2, trong đó gần 170 dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả với nhiều thương hiệu lớn nổi tiếng toàn cầu như Toyota, Panasonic, Daikin, Toto, Canon, Kyocera. Đến hết tháng 9, huyện Văn Lâm cơ bản hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023 với số thu đạt gần 4.100 tỷ đồng. Năm 2023, huyện Văn Lâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách trên 2.600 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân huyện giao tăng thu trên 520 tỷ đồng. Sau 9 tháng, tổng thu trên địa bàn huyện ước đạt gần 4.100 tỷ đồng, trong đó thu theo kế hoạch đạt trên 3.100 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao và đạt trên 99% dự toán huyện giao. Còn lại là thu bổ sung từ ngân sách tỉnh, thu chuyển nguồn và các khoản huy động. Số thu đạt kết quả tốt chủ yếu do các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn đạt cao như số thu do Cục Thuế tỉnh quản lý đạt trên 150% kế hoạch với gần 1.800 tỷ đồng. Các khoản thu liên quan đến tiền sử dụng đất đạt trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện Văn Lâm cũng làm tốt công tác thu nợ thuế, trong đó thu nợ và xử lý tiền nợ đọng thuế đạt trên 320 tỷ đồng. Thu nợ mới phát sinh trong năm 2023 đạt trên 290 tỷ đồng. Nhằm đánh giá lựa chọn được những giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu bệnh hại, vụ mùa năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng mô hình sản xuất tập trung các giống lúa mới có năng suất chất lượng. Trong đó, giống lúa TBR87 có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ mùa từ 100 đến 105 ngày. Giống lúa TBR279 thích ứng rộng đẻ nhánh quả, thời gian sinh trưởng vụ mùa 95 đến 100 ngày, đều có chất lượng cơm gạo tốt, thích hợp bố trí gieo cấy ở những chân ruộng gieo trồng cây vụ đông sớm. Hai giống này được Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xi nghiên cứu, chọn tạo và xây dựng mô hình sản xuất tập trung với diện tích 12 ha tại xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cử. Giống lúa TBR87 đẻ nhánh quả, số nhánh hữu hiệu cao, bả lá đồng to, xanh bền, lá đồng ngang, giống có độ thuần đồng ruộng cao, chỗ tập trung thời gian sinh trưởng. Giống lúa TBR279 khóm gọn, đẻ nhánh khá, chiều cao cây khoảng 105 cm, lá đồng đứng xanh bền, giống có độ thuần đồng ruộng cao, chỗ tập trung. Gia đình nhà tôi thấy 6 sào. Thế cái giống BTR87 này thì cho ra thì là cấy nó ngắn ngày hơn cái đài thơm 8 mấy lại các giống lúa khác, mà chăm bón thì là cũng dễ, cứng cây, đẻ nhánh khỏe, gọn khóm. Thế và là cho năng suất là khoảng là từ 2 tạ rưỡi 2 tạ 8 một sào. Sâu bệnh thì như cái giống này chúng tôi chỉ trừ sâu có 2 lần thôi. Nó đỡ sâu bệnh nhiều so với các cái giống lúa Bắc Thơm được. Đây là một giống lúa ngắn ngày, cho năng suất cao, cho chất lượng gạo rất tốt, ăn rất đậm, cái khả năng chống bệnh của nó cũng rất tốt, đặc biệt là chống bệnh bạc lá vụ mùa, đậu ôn vụ xuân. Ta có thể trồng ở cái vụ mùa sớm. À, vì nó có khả năng chống bạc lá, vì vậy cho nên là chúng ta làm mùa sớm, sau đó thì chúng ta thu hoạch vào cuối tháng 9 để chúng ta làm cây vụ đông ấm. Các giống lúa trên thích hợp bố trí ở những chân ruộng trồng cây vụ đông sớm, phù hợp với cơ cấu trà vụ của tỉnh. Năng suất của hai giống lúa này cao hơn so với giống lúa trứng từ 13,5 đến 14%. Trong đó, năng suất giống TBR87 đạt 70 tạ một hecta. Qua quá trình khảo nghiệm đánh giá ở diện hẹp để tính toán các cái thông số kỹ thuật về giá trị canh tác, giá trị sử dụng, thì chúng tôi đánh giá diện rộng để mục tiêu là tính thích ứng của nó với các vùng sinh thái và tập quán canh tác của bà con nông dân. Sau từ 2 đến 3 vụ khảo nghiệm đánh giá mà giống phù hợp với xu hướng là thích ứng với biến đổi khí hậu, chống chịu được sâu bệnh và nhiễm nhẹ các cái đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm, thì chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban tỉnh để đưa những cái giống vào trong cơ cấu cho phục vụ sản xuất đại trà, nhằm giảm thiệt hại cho bà con nông dân khi sử dụng những giống mới mà chưa được đánh giá ngoài sản xuất. Thực hiện dự án tăng cường khảo nghiệm để phát triển nhanh những giống cây trồng mới phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên đã khảo nghiệm trình diễn và xây dựng mô hình sản xuất gần 20 giống lúa cho năng suất chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu bệnh hại và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, nhân rộng mô hình sản xuất tập trung theo quy mô lớn,
và ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào trong sản xuất, góp phần làm giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. Với 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, thời gian qua công tác phòng cháy, chữa cháy trong các khu công nghiệp luôn được Ban Quản lý các khu công nghiệp và các doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp, người lao động yên tâm, tập trung lao động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh. Đây là buổi vận hành và kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy thường xuyên định kỳ của đội phòng cháy chữa cháy công ty Sohavimec trong khu công nghiệp Yên Vĩnh 2. Hàng tuần, các thành viên trong đội có nhiệm vụ đi kiểm tra tất cả các thiết bị phòng cháy chữa cháy ở tất cả các khu vực trong nhà máy để kịp thời phát hiện xử lý những thiết bị hỏng hóc. Hàng tháng bọn em sẽ phân anh em là đi kiểm tra định kỳ. Có thể những như bơm diesel hay bơm điện chẳng hạn, có khi hàng tuần, thứ hai đầu tuần là em cho anh em đi kiểm tra, chạy thử hoạt động xem động cơ nó hoạt động ổn định hay không. Như các đầu báo hay là các cái nút ấn chuông nút ấn thì hàng tháng hoặc hàng quý em kiểm tra xem nó vẫn thiết bị còn hoạt động ổn định hay không. Như hệ thống chống sét thì bọn em vẫn đo định kỳ hàng năm. Ngay từ khi xây dựng nhà máy, công ty đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thiết kế, đầu tư lắp đặt thiết bị báo cháy tự động hiện đại và chữa cháy toàn bộ nhà máy theo quy định của pháp luật. Hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động được vận hành liên tục, độ an toàn cao. Hệ thống chống sét đường dành cho phương tiện chữa cháy, nước phục vụ chữa cháy được thiết kế đồng bộ. Chúng tôi thì coi trọng công tác chất lượng, công tác phát triển bền vững là một trong những mục tiêu phát triển hàng đầu. Vì thế cho nên khi mà đầu tư cái nhà máy cũng như là các cái hệ thống khác thì chúng tôi luôn luôn coi trọng cái việc là bảo vệ cho doanh nghiệp mình. Cái việc đầu tư cho phòng cháy chữa cháy bài bản chuyên nghiệp, kinh phí không ít, tuy nhiên là lợi ích mang lại là vô cùng là quý giá. Và để bảo vệ cho chính doanh nghiệp mình nên việc đầu tư đó rất là cần thiết. Với các doanh nghiệp, 100% vốn đầu tư nước ngoài khi mới xây dựng đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thẩm duyệt thiết kế, trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy, quy hoạch giao thông và hệ thống cấp nước phục vụ công tác chữa cháy. Các kho tàng xưởng sản xuất đều lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, các nội quy quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong sản xuất, hành lang thoát hiểm. Các trạm bơm đặt ở khu vực thuận tiện cho xe lấy nước, khu bể dự trữ nước với hàng trăm mét khối. Chúng tôi coi trọng vấn đề là phòng trước. Thì chúng tôi là 100% người lao động của chúng tôi ấy, trước khi mà đến doanh nghiệp ấy, thì đều được đào tạo bài bản. Có nghĩa là nâng cao ý thức của người lao động là cái việc phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn bộ cán bộ công nhân viên chứ không chỉ của doanh nghiệp. 100% người lao động thì đều được đào tạo và huấn luyện để chấp hành cũng như thực hiện về cái công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ. Tại 8 khu công nghiệp đã có gần 400 doanh nghiệp đi vào hoạt động. Đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp như hệ thống cấp nước cho toàn bộ khu công nghiệp phải đảm bảo áp suất nước trong đường ống và các trụ cứu hỏa thường xuyên liên tục 24/24 giờ đảm bảo yêu cầu áp suất trong các đường ống cấp nước phục vụ chữa cháy. Trước khi mà cấp phép đầu tư xây dựng là phải có cái kết quả thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an về phòng cháy chữa cháy. Và trước khi nghiệm thu đưa công trình vào, tổng thể đưa công trình vào sử dụng, phải được cơ quan công an kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận phương án về phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp thì chúng tôi mới chấp thuận để đưa công trình vào sử dụng. Và bên cạnh đó thì Ban Quản lý các khu công nghiệp thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các cái quy định trong công tác phòng chống cháy nổ trong các khu nghiệp. Vào lúc 10 giờ trưa nay, khi đang lưu thông trên đường tỉnh 379 thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Khoái Châu, chiếc xe máy chở một nam một nữ bất ngờ bị xe tải lao lên cuốn vào gầm khiến hai người bị cán chết thương tâm. Người điều khiển xe ô tô hiệu Hovo mang biển kiểm soát 89C20906 là anh Bùi Văn Đô, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, do chạy với tốc độ cao đến ngã tư Quán Cà đi Dân Tiến, đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 81FA3742. Trên xe có hai người quê huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Hậu quả, hai người trên xe mô tô chết tại chỗ, xe mô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, xe tải chở cát này không có phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải. Thời gian qua, bất chấp dư luận,
luật pháp, thực trạng những xe tải chở cát trên địa bàn huyện Khoái Châu đã để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây bức xúc trong nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.